là 4 giờ sáng, 4 rưỡi sáng. Và chúng mình đang trên đường thăm máy bay. Chúng mình là check in ở đây luôn à? Mình đang ở chỗ check in được. Giám khảo sẽ là chú Tài. Hát bài gì của Nguyễn Tuấn nhỉ? Bài Em là Ben Sô. Trong này bây giờ thì ban giám khảo sẽ là chú Tài nha. Chú Tài sẽ nghe, nếu như thấy bạn nào hay thì sẽ được một phần quà là cái gói. Gói này. Ok, let's go. Chỉ muốn yêu em thôi, anh mặt trời quay vui, mãi yêu em người ơi. Vì trái tim anh biết rằng chỉ còn lại đời dù bao tối vây quanh, em vẫn luôn bên anh suốt đời. Người hỡi anh yêu em, yêu dù ngày mai chẳng đến, yêu dù bao cánh xa, yêu hết nỗi đau để chỉ còn lại tình thôi. Chờ một ai đó đến bên anh, lắng nghe những tâm tư này là tiếng cọ sang bên này, tớ sang bên này nha. Sang bên này. Cực sự luôn. Nét không kịp bắt. Đưa. Yo.
Dầu ăn đã có đúng không? Đúng một cái. Mùi này mới gọi là mì Quảng chứ. Mì Behind side.